Sau khi thông báo tin tức gây chấn động thế giới, Vegapunk đã nổ liên tiếp hàng loạt những tin tức đáng chú ý khác nữa. Thế nhưng thứ khiến chúng ta phải chú ý đến là nét mặt thay đổi khi tiếp nhận những tin tức đó. Trong chap 1114, sự trở lại của Doflamingo để trở thành đối tượng được thảo luận khá là nhiều. Tất nhiên nó không phải là không có lý do. Nguyên nhân là bởi vì hắn ta cũng là một trong những nhân vật hiếm hoi từng được cho biết là đã nắm giữ một phần bí mật của chính phủ thế giới. Nhưng tin tức của Vegapunk cũng được truyền đến tai của Luffy đang nghỉ dưỡng tại nhà ngục Impel Down. Tuy nhiên, thái độ bật cẩn và dường như thích thú trước sự kiện này của Luffy cho thấy hắn ta có vẻ đã biết được thông tin này từ trước đó, và rồi trông chờ xem liệu chính phủ thế giới sẽ phải làm gì tiếp theo. Liệu bọn chúng có giống như Doflamingo đã nói rằng sẽ tiến tới một đời nào đó cao hơn hay không? Đúng là chẳng có ai có thể đọ lại được với thần thái của thiên dạ xoa Joker. Ngay cả khi đã ngã ngựa và bị bỏ tù nhưng vẫn có thể ung dung tự tại bàn về chuyện thế giới như thế. Phải chăng hắn ta đã có kế hoạch nào đó nên mới có thể ung dung được tới như vậy? Một kế hoạch động trời nhằm phá tan lớp phòng thủ kiên cố nhất của Impel Down và khiến cho nó thất thủ một lần nữa. Liệu Doflamingo có thể làm được điều đó hay không? Chào mừng các bạn đến với Tao Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem liệu Doflamingo có thể làm được những gì mà Shiki và Luffy đã làm ở Impel Down hay không nhé. Có thể thấy, thông điệp mà Vegapunk đã phát đi lan rộng ra mọi ngóc ngách của thế giới, chứ không ngoại trừ nơi giam giữ những tên tội phạm khét tiếng nhất, nhà ngục Impel Down. Trong chap 1114, chúng ta đã được thấy sự trở lại của Doflamingo kể từ sau lần hắn ta xuất hiện ở chap 956, với thông tin mà cả thế giới sắp sửa bị nhấn chìm, khiến cho mọi người đều ngơ ngác ngỡ ngàng. Thì với Doflamingo, đây có vẻ như là chuyện đáng ăn mừng nhất sau khi vào ngục. Có vẻ như những gì mà Vegapunk đã tiết lộ đều nằm trong hiểu biết của hắn ta. Trước đó chúng ta đều biết rằng Doflamingo đã nắm được cái thóp của chính phủ thế giới. Vì thế mà án mà hắn phải lãnh chỉ là bị giam cầm, chứ chưa tới mức phải cho đăng xuất ngay lập tức. Hắn ta biết rõ Vegapunk đang muốn nói tới cái gì. Một cơn đại hồng thủy đủ lớn tới mức có thể nhấn chìm toàn bộ thế giới. Mà trước nguy cơ thế giới sẽ bị rơi vào tình trạng đó, điều cần thiết nhất khi đó là tìm kiếm một nơi nào đó cao hơn để trú ẩn, chứ không phải là chờ đợi để trở thành những cái xác bị nước biển cuốn trôi. Thậm chí, Doflamingo đã có thể dự báo một cách khá chính xác về việc nước biển cần dần tới mức nào thì sẽ đủ để nhấn chìm cả thế giới, điều mà Magellan vẫn chưa thể ngờ tới được. Điều này cũng có nghĩa rằng nhà ngục Impel Down khả năng cao sẽ phải chịu nhiều rắc rối nếu như điều đó là thật. Mặc dù Impel Down đã chìm sẵn trong nước, thế nhưng hẳn là đây chỉ mới dừng lại ở một độ cao an toàn và đảm bảo mọi thứ trong nhà tù không bị áp suất nước bào mòn toàn bộ. Nhưng theo như lời của Doflamingo, việc bị nhấn chìm thêm 5 mét nữa thì không chắc liệu điều gì sẽ xảy ra tới đây, và rất có thể đây sẽ là cơ hội để những kẻ có ý định thực thi phi vụ thế kỷ của bọn chúng nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của cai ngục. Có lẽ vì thế mà Doflamingo đã không ngần ngại mà buông lời cà khịa với Magellan về việc ông ta cần phải khóa chặt những cái miệng đang muốn hướng ra bên ngoài nhà tù hoặc nhân cơ hội kiếm chuyện. Tất nhiên, chúng ta hay chính Magellan cũng chẳng thể nào mà tin nổi vào lòng tốt tự nhiên trỗi dậy đó của Doflamingo, một kẻ tàn nhẫn sẵn sàng biến cả một vương quốc trở thành nô lệ. Con cờ dưới tay của mình liệu có khả năng lo cho tính mạng của những tên tội phạm khác hay không? Câu trả lời là không, mà thay vào đó, việc này giống như đang cà khịa Magellan và chính phủ thế giới nhiều hơn. Bởi lẽ trong khi những kẻ ngồi trên đỉnh cao quyền lực đều biết được việc gì sẽ xảy ra sắp tới, thế nhưng ngược lại, những kẻ bình thường khác thì lại không hề có ý thức được điều này, cho tới khi Vegapunk nói ra cho toàn thế giới biết. Chắc chắn nó sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với nhà ngục này. Mặc dù là tội phạm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chính phủ thế giới có thể vứt bỏ sinh mạng của bọn họ một cách dễ dàng như thế, và những kẻ này cũng không hẳn là muốn chôn thần dưới biển cùng với nhà tù này đâu, nên Doflamingo cà khịa Magellan cũng là dễ hiểu. Bên cạnh đó, thái độ bất cần của Doflamingo lại cho thấy hắn ta thậm chí còn không hề mảy may tới những thông tin gây sốc đó. Phải chăng hắn ta đã chuẩn bị mọi thứ cho đến trước khi sự kiện biển nhấn chìm cả thế giới? Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra, bởi dù sao hắn ta cũng đã biết được không ít thông tin trước đó rồi, nên ngay cả khi đã vào tù rồi thì đối với hắn cũng như tạm gác lại công việc và hưởng thụ cuộc sống mà thôi. Điều đó cũng dẫn tới một khả năng nữa, đó chính là về ý định trốn thoát khỏi nhà ngục của Doflamingo, bởi chỉ có rời khỏi đây thì hắn mới có thể lên được tới chỗ cao hơn, như chính những gì mà hắn đã nói với Magellan. Không phải tự nhiên khi Vegapunk tiết lộ tin tức lại xuất hiện những phân cảnh Doflamingo ở đó và cả bộ dạng bất cần của hắn ta. Phải chăng đây là điểm báo cho sự sắp trở lại của hắn trong những sự kiện sắp tới? Doflamingo là một kẻ vô cùng đáng gờm. Sau khi bị bắt tại Dressrosa, Doflamingo đã được các đặc vụ xếp riêng một phòng tại tầng 6 của Impel Down. Cả tay, chân hắn đều được xích lại bằng những khối đá biển. Chắc chắn rồi, với năng lực Ito Ito no Mi, ai mà biết được rằng liệu hắn ta sẽ làm cái quái gì ở đó đâu, đúng không nào? Nhưng hắn ta hoàn toàn có khả năng vượt ngục được nếu muốn, bởi năng lực từ trá quỷ không chỉ cho phép hắn ta nhả tơ mà còn cho phép hắn ta có thể điều khiển được kẻ khác. Nếu như kẻ đó là một cai ngục thì sao? Vậy lúc đó, việc hắn ta có thể ra vào Impel Down như chốn không người cũng là điều dễ hiểu, mà việc để hắn ta có thể về với đất liền lại càng khỏi phải nói, bởi vì nó cũng thể chẳng làm khó được kẻ đã từng được liệt vào danh sách tội phạm cực kỳ nguy hiểm sau khi chức vị Thất Vũ Hải bị xóa bỏ. Với tính cách của hắn ta, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này để trốn thoát. Đó là lý do vì sao mà ta luôn được thấy một Doflamingo thảnh thơi như đi nghỉ dưỡng tới như vậy trong một nhà tù ở Impel Down, lại còn là tầng 6 nữa. Lúc này hắn ta hoàn toàn biết được bản thân có thể làm được gì khỏi thảm họa sắp xảy ra đó. Dù là chính phủ thế giới cũng khó có thể một lần nữa đem hắn bỏ tù, vì lúc này bọn chúng làm gì còn tâm trí nào để nghĩ tới việc đó đâu, đúng không? E rằng chính phủ thế giới sẽ còn phải đối mặt với một thứ còn kinh khủng hơn nữa, vì không chỉ có Vegapunk mới tiết lộ được bí mật mà ngay cả Đồ Phì cũng nắm được những thông tin đủ để khiến bọn chúng phải tức tốc quay trở về để bịt miệng kẻ này. Tất nhiên, với một kẻ tham vọng khôn ngoan như Đồ Phì, chắc chắn cũng sẽ không dễ thương lượng như một nhà khoa học. Chỉ cần sự thật kia, trước đó dù chúng ta đã được thấy Đồ Phì lợi dụng những tin tức này như thế nào rồi, không những không chết mà hiện tại còn có thể ngồi vào bàn và đàm phán với chính quyền nếu muốn. Đấy là trong trường hợp đoạn băng của Vegapunk bị tìm thấy và phá hủy, mọi thứ vẫn chưa thể kéo chính phủ thế giới rơi xuống nước được, thì chính Doflamingo sẽ thực hiện điều đó thay lão tiến sĩ, nhưng mà là bằng phương thức cực đoan hơn nhiều đấy. Nhưng liệu hắn ta có thể làm được gì khi mà những đồng đội thuộc hạ cũ của hắn giờ đây đã không còn như xưa nữa? Chắc chắn là không thể một mình một ngựa như mắc diều hâu được. Hắn ta nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội để đòi lại công bằng cho mình, xây dựng lại đế chế đã từng mất trước đó và khiến cho từng kẻ đã đánh bại hắn trước đó phải trả giá đắt. Cơ mà nói thì dễ, làm mới là thứ khiến người ta phải đau đầu, bởi vì tình hình hiện tại của thế giới chắc chắn là không thể nói là ổn định được, khi mà các hải tặc, hải quân và dân chúng đều đang có những xung đột cực kỳ mạnh với chính phủ thế giới, và mọi thứ cũng sẽ không chỉ dừng lại ở mức xung đột này thôi đâu, đúng không? Vì thế mà việc xây dựng một đế chế như trước đó đối với Luffy hẳn là một vấn đề vô cùng nan giải. Cách nhanh nhất có lẽ là giống như Crocodile, tìm đến con nợ và thâu tóm luôn mọi thứ của chúng. Nhưng tiếc là với Doflamingo thì liệu có thể kiếm ai để đòi nợ đây? Không biết chừng sẽ có người tới tận cửa của hắn để đòi nợ luôn đấy. Bởi lẽ sự thất bại của hắn ta ở Dressrosa đã khiến cho đường dây mua bán vũ khí ngầm bị đứt đoạn, và không ít kẻ đã ăn trái đắng từ việc Doflamingo bị bỏ tù. Vậy nên khả năng mà chúa tể Joker này lập nghiệp lại cũng là một quá trình đấy. Thế nhưng sẽ ra sao nếu như hắn ta trở thành một phần của Cross Guild? Mặc dù thời gian gần đây tổ chức này có vẻ im hơi lặng tiếng, không có giao thiệp với bên ngoài, thế nhưng những gì mà bọn chúng đã và đang làm được không khỏi khiến cho người ta thắc mắc rốt cuộc là mục đích cuối cùng mà bọn họ hướng tới là gì, và liệu kế hoạch gì mà đám người này đang thực hiện. Thế nhưng có lẽ đây là lựa chọn hợp lý nhất mà Doflamingo có thể có được cho tới thời điểm hiện tại. Hơn nữa, xét về mục đích cuối cùng, ta có thể thấy là cả Doflamingo và những kẻ cầm đầu của Cross Guild đều hướng tới mục tiêu xây dựng đế chế cho riêng mình. Qua việc đối đầu trực diện với hải quân là đủ hiểu tham vọng của bọn họ lớn tới mức nào. Nếu như hiện tại còn nạp thêm cả Đồ Phi thì chắc chắn sẽ càng khiến cho danh tiếng của Cross Guild lên như diều gặp gió. Nhưng liệu bọn họ có thể thành công được hay không? Trong số các thành viên của tổ chức này, ngoại trừ Mihawk thì còn lại đều từng là những kẻ bại tướng dưới tay của Luffy. Tại thời điểm đó, Luffy chỉ mới là tân binh chân ướt chân ráo tiến vào thời đại hải tặc này, nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đều đã đổi chiều hoàn toàn khi mà giờ đây cậu đã là một tứ hoàng. Hơn nữa, so với sức mạnh khi đã đánh bại Doflamingo ở Dressrosa, chúng ta đều thấy rõ ràng rằng cậu đã mạnh hơn khi đó không biết bao nhiêu lần rồi. Có thể thấy chỉ xét trong mầm tứ hoàng thôi là cũng đủ thấy những đối thủ mà Cross Guild phải đối đầu cũng không hề dễ dàng. Nhưng ngược lại, chính phủ thế giới thì chắc chắn sẽ không đụng tay đụng chân một cách bừa bãi đâu, vì Doflamingo vẫn còn nắm giữ bí mật của bọn chúng nữa cơ mà. Nhưng việc đối đầu với các tứ hoàng cũng không phải là hoàn toàn thất thủ, mặc dù bọn chúng đều là những bại tướng dưới tay Luffy. Nhưng nếu mà phân tích kỹ hơn về sức mạnh của từng kẻ thì chắc chắn là bọn họ sẽ không dễ dàng gì mà để bị đánh bại như thế, đặc biệt là Crocodile và Doflamingo. Đằng sau là sự hậu thuẫn của Mihawk, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Tất nhiên là không thể thiếu chúa hề bất ghi, với độ hề không ai có thể đọ được, nên chưa biết được mèo nào sẽ cắn miễu nào đâu. Hơn nữa, ngoài Mihawk không quan tâm tới sự đời ra thì những kẻ còn lại đều là những con cáo già trong hệ thống thế giới ngầm. Mặc dù thế giới này không được tác giả khắc họa một cách chi tiết như các thế lực khác, nhưng xét về mức độ ảnh hưởng thì nó không hề kém cạnh bất kỳ thế lực nào từng được biết đến, mà với khả năng thao túng của Doflamingo, mọi thứ lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây cũng là một trong những khả năng khiến người ta phải rợn người của hắn, vì thế mà vị trí của Cross Guild sẽ càng được củng cố nếu như Doflamingo gia nhập. Mặc dù việc gia nhập Cross Guild sẽ giúp cho Doflamingo có được cho mình một thế lực lớn hơn rất nhiều, nhưng liệu Cross Guild có phải là lựa chọn duy nhất hay không? Câu trả lời là không, vì băng của Râu Đen cũng là một lựa chọn không tệ, đặc biệt là với năng lực của Luffy. Mặc dù Cross Guild có tham vọng rất lớn, thế nhưng mọi hành động của Cross Guild không khỏi khiến người ta nghi ngờ về hiệu quả hoạt động của nó, cũng như suy tính của cựu Thất Vũ Hải cá sấu, trong khi những hành động của Râu Đen rõ ràng hơn rất nhiều, và có vẻ bọn chúng cũng hoạt động vô cùng tích cực trên mọi mặt trận. Nên đây có thể là điểm đến lý tưởng để Doflamingo bắt tay hợp tác. Chắc chắn rồi, không phải trở thành một chỉ huy, mà chính xác hơn là một đối tác với Râu Đen để hạ bệ chính phủ thế giới. Doflamingo không chỉ có tham vọng lớn, mà lý do nữa để khiến mình cho rằng Doflamingo sẽ bắt tay với Râu Đen là bởi mối thù với đám Thiên Long Nhân trong quá khứ và sự đe dọa của chính quyền. Nhưng cứ cho là mọi thứ sẽ thành công đi chăng nữa, thì mối quan hệ của cả hai chắc chắn sẽ quay lại thời đại chém giết lẫn nhau, do Doflamingo chắc chắn sẽ không bao giờ đứng dưới trướng kẻ khác, mà hắn ta nhất định sẽ xây dựng đội quân cho riêng mình. Tới lúc đó thì cuộc chiến giữa Doflamingo và Râu Đen sẽ bùng nổ, vì cả hai kẻ đều sở hữu những sức mạnh vô cùng đặc thù và bá đạo. E là ngay cả Râu Đen khi đã sở hữu tới hai trá quỷ cũng sẽ phải khá chật vật nếu như muốn đối đầu với Doflamingo đấy. Mặc dù biết trước kết quả có thể sẽ dẫn tới cái kết như vậy, nhưng nếu như có cơ hội để lật đổ kẻ thù chung là chính phủ thế giới, thì kể cả là Râu Đen hay Doflamingo cũng sẽ không từ chối cơ hội tốt đẹp này. Có thể thấy, nếu như Doflamingo thành công thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền thế giới, thì nó sẽ tạo thành một ảnh hưởng không hề nhỏ tới chính bọn chúng. Không chỉ Impel Down thất thủ, mà ngay cả sức mạnh của các thế lực đối đầu với chính quyền cũng sẽ ngày một bành trướng hơn. Tất nhiên là chẳng ai thấy vui mừng khi mà mọi khả năng tồn tại của mình lại bị đe dọa bởi kẻ khác, nên hẳn là bọn chúng sẽ phải tìm cách để mắt tới Doflamingo nhiều hơn, tránh những mối họa từ trên trời rơi xuống này. Các bạn nghĩ sao về việc Doflamingo có thể sẽ thoát khỏi Impel Down? Để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.